Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành hàng không Việt Nam, đặc biệt là lệnh dừng bay quốc tế cũng như chỉ khai thác hạn chế trên đường bay nội địa khiến cho hàng trăm máy bay nằm đắp chiếu. Vì vậy mà tại hai sân bay quốc tế là Nội Bài của Hà Nội và Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh, dễ dàng bắt gặp cảnh nhiều tàu bay nằm trên sân đỗ, thậm chí là phải tận dụng mọi vị trí có thể để xếp tàu bay cả trong khu vực xưởng sửa chữa hay cả trên đường băng. Đây là hình ảnh bãi đỗ sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội. Một hình ảnh mà theo các cán bộ nhân viên hàng không là cảnh tượng chưa từng có. Hàng trăm chiếc máy bay của 4 hãng hàng không trong nước đều nằm đắp chiếu do dịch Covid-19. Hiện Việt Nam chỉ khai thác trên 3 đường bay nội địa là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến bay một ngày. 4 hãng phải luân phiên bay, trong khi đó tổng số máy bay của các hãng lên đến hơn 200 chiếc. Chỉ tính riêng tại Nội Bài có gần 100 chiếc máy bay nằm im. Đơn vị quản lý cảng hàng không Nội Bài phải tận dụng mọi vị trí, từ xưởng sửa chữa đến đường lăn cất hạ cánh. Và Nội Bài thì hiện tại thì đã đóng một số đường lăn để cho tàu bay dừng đỗ ở trên các đường lăn. Công việc ngoài sân đỗ cho bộ phận sắp xếp vị trí đỗ tàu bay thì lại mệt hơn, bởi vì vị trí đỗ thì đang thiếu. Để vớt vát trong thời điểm hiện nay, các hãng hàng không phải chuyển từ chở khách sang chở hàng. Nhưng do nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không không nhiều, nên số lượng máy bay không hoạt động vẫn là rất lớn. Đang từ một cái cảng mà có cái số lượng hành khách, hàng hóa thuộc loại nhất nhì trong Việt Nam, thì bây giờ chúng ta có thể thấy là cái lượng hành khách được phục vụ ở đây thậm chí còn thấp hơn một cảng hàng không ở các địa phương. Mới đây, các hãng hàng không của Việt Nam đều đã đưa ra thông báo dự kiến tăng cường tần suất các chuyến bay nội địa kể từ ngày 16 tháng 4, sau khi hết lệnh giãn cách toàn xã hội, nếu như không có chỉ đạo thêm từ chính phủ.